chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Giá xe Tega Honda SH 2020 trong cái tháng 1 năm 2020 đổi giá cũng hơn 20 cũ. Chưa có mẫu xe Tega nào trên thị trường Việt Nam hiện nay lại có hiện tượng đẩy giá cao ngất khi vừa cát bỉ những cái chiếc Honda SH. Và tình trạng đó ngày càng nóng hơn trong cái dịp Tết Nguyên Đán năm 2020 đang tới gần. Các chiếc Honda SH 2020 đời mới gồm có phiên bản là 125-150cc đã được đưa về các lý phân phối để thay thế cho cái dòng Honda SH 2009 và hiện nay đang trở thành cái tâm điểm của thị trường xe Tega ở Việt Nam. Cái sự ra mắt của chiếc Honda SH 2010 được tin đã tạo ra những cái bước đột phá mang cái tầm cỡ cách mạng, điển hình lại và nâng tầm cái chuẩn mực cho cái thương hiệu xe Tega hạng sang SH ở Việt Nam. Chiếc xe vừa kế thừa những tinh hoa của dòng SH hiện tại, vừa kết hợp được những cải tiến động cơ với công nghệ thông minh tiên tiến. Trang bị trên xe có rất nhiều điểm nổi bật như hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ toàn cái công nghệ đèn LED. Mặt trước xe có nhiều thay đổi, chiếc cụm tiền pha di chuyển xuống dưới giúp khắc phục được cái điểm yếu trước đây khi mặt cái đèn pha đặt ở phần đầu có cái độ cao, được cái SH cho là khó có thể chiếu sáng cái khoảng cách cần được. Cộng với những cái tấm ốp bằng rơm hình chữ U cách điệu giúp cho chiếc dòng xe này trở nên sang chảnh hơn. Các đường nét thiết kế cản xe cũng trở nên nổi bật hơn, khi hiện rất rõ các góc uốn lượn và những đường gỡ và những cái đường gờ nổi bật, tạo ra một phong cách rất thể thao mạnh mẽ cho cái dòng xe vốn được mệnh danh là vua tay ga tại thị trường Việt Nam. Còn về cái sức mạnh thì cái chiếc Honda SH 2010 số chính mình có động cơ hoàn toàn mới ECB cộng giúp cho xe vận hành vượt trội lại tiết kiệm xăng tốt hơn. Cái chiếc SH phiên bản 125i đạt được công suất là 12,8 lực tại vòng tua là 8.250 vòng trên phút, mô men sắc đại 12 Nm. Còn cái phiên bản 150i 2020 thì mạnh hơn với công suất khoảng là 16,8 lực tại vòng tua là 8.500 vòng trên phút, mô men sắc đại 14,8 Nm. Hiện nay cái chiếc Honda SH phiên bản năm 2010 được các lý bán ra với mức giá trên cực kỳ khủng so với mức giá đề xuất. Trong đó mức giá trên cao nhất rơi vào phiên bản là SH 150 ABS 2020. Để giúp những bạn xem clip với những thông tin tham khảo khi mua sắm, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá xe Honda SH 2020 hoàn toàn mới như sau. Honda SH 125 CBS 2020 mức giá đề xuất là 71 triệu đồng, giá bán tại đại lý khu vực Hà Nội là từ 82,5 đến 83 triệu đồng, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 87,7 đến 82,2 triệu đến 89 triệu Việt Nam đồng. Honda SH 125 cái bản ABS 2020 có mức giá đề xuất là 79 triệu đồng, giá bán tại lý khu vực Hà Nội là 92,5 đến 93 triệu Việt Nam đồng. Còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mức giá bán dao động là từ 94,3 đến 95 triệu Việt Nam đồng. Honda SH 150 cái bản CBS 2020 có mức giá đề xuất là 88 triệu đồng. Giá bán tại lý khu vực Hà Nội là từ 103 đến 104 triệu đồng, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là từ 108 đến 109 triệu Việt Nam đồng. Honda SH 150 cái bản ABS 2020 có mức giá đề xuất là 96 triệu đồng, giá bán lẻ khu vực Hà Nội là từ 114 đến 115 triệu Việt Nam đồng. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 119 đến 120 triệu Việt Nam đồng. Honda SH 300i 2009 thì có mức giá đề xuất là 276,5 triệu Việt Nam đồng, giá bán khu vực Hà Nội là 276 triệu Việt Nam đồng, giá bán ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là 274 triệu Việt Nam đồng.
Honda SH 300i 209 phiên bản màu đen có mức giá đề xuất là 279 triệu đồng, giá bán đại lý khu vực Hà Nội là 279 triệu cho đến 280 triệu đồng, còn khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dao động là từ 276 đến 277 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.